À, đây là cảnh quan của các căn biệt thự khu sát biển mộ biệt thự gành đá mộ F giai đoạn 2 biệt thự Mưỡng Đội Phú Quốc. Cảnh quan thì đây là cái từ cái chạy dọc bờ biển bờ Tây ra Mưỡng Đội, nó đều là gành đá như thế này, rất là đẹp, cảnh quan thiên nhiên này. Xa là biển, xa ngút tầm mắt. Sun Group thì họ làm những cái rất là khó, đấy là xây xây dựng sản phẩm trên những cái công trình, trên những cái gành đá, khoan dưới đá đấy. Bể bơi rất là rộng, nằm 3 mét vuông, thiết kế mẫu ép 4 ngủ hoặc là 5 ngủ, 3 tầng. Đây là một căn mà mình đang quay, là căn PV13. Mái. Dãy biệt thự sát biển có một cái điểm nhấn, đấy là cảnh quan thôi. Cảnh quan nó là cái giá trị của dãy biệt thự sát biển này. Góc view thì cơ bản là các căn đều góc view trực diện biển và view ra biển bờ Tây giống nhau, nhưng chỉ có cảnh quan này sẽ tạo sự khác biệt. Tiếng sóng nước xô gành đá đúng như những gì mà Sun Group họ làm thương hiệu quảng cáo. Đây là gành đá. Gành đá và cây xanh. Còn góc view các căn thì nó sẽ như thế này. View cáp treo, view các hòn đảo lớn bé tại Nam đảo Phú Quốc. Hy vọng trong tương lai thì sẽ Sun Group họ sẽ có cái dịch vụ về du thuyền hoặc là cano để di chuyển trên biển trực tiếp từ cái khu dự án Mũ Đội ra 15 hòn đảo lớn nhỏ tại Phú Quốc, ra Hòn Thơm để vui chơi. Sẽ có dịch vụ bến du thuyền. Xin cảm ơn.